Vâng, và hai xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Blue Game và tiếp tục với series ARK. Và ngày hôm nay chính xác là những khâu chuẩn bị cuối cùng cho công cuộc tem T-Rex của mình. Và ngày hôm nay thì chính thức thì ở cái đoạn cuối của tập trước thì mình còn đang chờ những trái bắp. Đấy, để mình nấu kia bầu Red, nhưng mà bây giờ những trái bắp này đã chín rồi các bạn ạ. Đây, thì bây giờ mình sẽ lấy những trái bắp này đó để nấu kỳ bồ thôi. Với lại là một tí nữa thì mình sẽ làm đạn mê nha, làm đạn mê là những để chuẩn bị để tem Red thôi. Ấy, mình không biết thì con Red thì nó sẽ tốn bao nhiêu đạn của mình nữa, nhưng mà chuẩn bị nhiều nhiều một tí. Đấy, đây thịt này, cái gì nữa, là bắp, thịt, rồi cái gì nữa nha. Nước thì mình có để trong đó rồi, fiber cũng có luôn rồi. Trứng đó, một điều không thể thiếu đó là trứng của con bò cạp nha. Như các bạn biết thì đợt trước thì rất là khó khăn thì mình mới kiểu như mới lục nhặt được cái trứng của con bò cạp ấy. Thì ra cái trứng ở đâu rồi nhờ? Đây có hai trứng luôn các bạn ạ. Đó, ngon lành chưa, làm được hai cái kibo luôn kìa. Đấy, làm hai kêu bầu luôn bạn. Đấy, chơi chơi lớn luôn. Đây có một cái trứng nữa nè. Và một thứ không thể thiếu nữa chính xác là cái trái tím nha. Bắp nè, nước bắp rồi trái tím. Mấy con thú của mình có trái tím không nhờ? Nói gì nói chứ trong con mammut của mình là chắc chắn phải có rồi. Loại trái này trái rất là phổ biến mà không có nữa thì. Ủa, sao trong người có 12 trái thôi nhờ? Mình cứ ngỡ là nó phải nhiều chứ. Hay là nó lại thích ăn trái tím. Ôi, con mammut của mình không có luôn kìa. Con đấy, các bạn thấy không? Con Broto của mình nó không có trái tím luôn kìa. Đấy, này có được có 6 trái thôi này. Chắc mình nghĩ là trái tím là cái trái rất là khó farm hay sao ấy. Con mammut của mình đâu rồi, mình lấy nó đi cài một tí xíu nó ra chứ gì nhờ. Mình lại đây mình ủi mấy cái gọi là mấy cái bụi cỏ đằng đây thì nó sẽ ra trái tím thôi. Không biết thì ngày hôm nay thì có thể là làm được cái nhiều đạn hay không nữa, tại vì mình đang thiếu rất là nhiều trái đen luôn. Đấy, 45 trái đó, ủi một tí xíu rồi ra thôi, đơn giản mà. Thì mấy con này chắc mình nghĩ là nó sẽ ăn cái trái tím nha, nó kiểu như nó ưu tiên ăn trái tím xong rồi nó mới ăn các loại trái cây khác ấy. Hên quá chưa mất các bạn ơi. Đấy, bây giờ thì nó đã bắt đầu nấu kia bồ rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ đợi trong vòng ôi trời mưa luôn này kìa, khá là đẹp đúng không, vài chục giây thôi. Thì như các bạn thấy thì mình đang gọi là đang trong công cuộc là cải tạo lại ngôi nhà của mình nha các bạn. Đó, đang cải tạo lại ngôi nhà của mình thì mình đang có dự định là sẽ xây cái tường rào này bít lại luôn đó, đem mấy con thú vô trong đây cho nó an toàn khỏi bị quấy phá bởi cái tụi ở ngoài. Nó cứ gọi là nó cứ tấn công hoài à. Vì thế là mấy con thú của mình nó cứ lung ta lung tung ấy, nó kiểu như vậy ấy. Không thích cho lắm. Đây một cái rồi nè, hết nước rồi. Đó, bỏ vô, nấu tiếp. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị để làm đạn nha các bạn. Đạn mê thì các bạn biết rồi, đạn mê thì nó cần phải có bình nicotic với lại là sắt và đạn. Đó, khá là tốn luôn đúng không? Đấy, thì giờ nicotic thì mình đang thiếu sắt và nicotic. Đấy, nicotic thì ở đây. Ở đây thì mình đã chuẩn bị được một số thuốc súng rồi. Bây giờ là chúng ta cần narcotic này, hai bình narcotic này sao đủ đây. Đạn còn 50 mấy viên, vẫn còn ổn nha.
Đấy, giờ thiếu bình narcotic các bạn ạ. Thiếu bình narcotic thì phải lấy mammoth, mammoth đi farm trái đen. Không biết thì trong người nó có bao nhiêu trái đen nữa. Có 40 mấy trái thôi, khá là ít nha. Khá là ít, khá là ít. Con mammoth của mình sao trong người nó nặng thế nhờ. Thì mình thấy con mammoth này farm cũng khá là ổn, nó farm khá là nhanh. Với lại là nó di chuyển nhanh hơn con Broto nha, nên vì thế là mình sẽ không lấy con Broto để farm trái cây, mình sử dụng mammoth luôn bạn. Sẵn nó ở đây thì cài bữa ở đây một tí xíu thì ra thôi. Con Red thì mình nghĩ là cần có khoảng vài chục mũi tinh mê ấy. Vài chục nha. Vài chục là bao nhiêu nhỉ? Hey, hôm nay mà hy vọng là một ngày nắng đẹp nhưng mà thực ra thì trời khá là âm u luôn. Đây mọi người, nó có sẵn, nó có thịt thối luôn này, 400 mấy. Các bạn thấy không, đi bừa bừa một tí xíu thôi có 400 mấy thịt, 400 mấy cái trái rồi, rất là nhanh luôn. Đó, các bạn thấy không, xung quanh nhà mình bị đớp rồi, hai phát rồi nha. À, mình có cái giáp ấy. Ôi đông thế, ở đầm lầy rồi phải chịu cái tụi này thôi các bạn. Đây là đặc sản đầm lầy nha. Nhưng ngược lại thì các bạn sẽ được một lượng thịt, một lượng da rất là đáng kể luôn. Các bạn săn tụi nó các bạn khỏi cần sợ thiếu da luôn ấy. Giờ mình sẽ làm mình narcotic nha. Đấy, 69 này. Cho mấy con của mình nó còn thịt thối không nhỉ? Ôi con chim nó không còn thịt luôn. Nhà của mình á thì mình không có thiết kế cái máng ăn. Vì thế là mấy con thú của mình ấy, mình là kiểu như nếu mà để lâu quá nó không ăn thì nó sẽ chết đi ấy. Mấy bình rồi chắc ổn mấy. Bây giờ tiếp theo thì phải đi farm farm cái quỷ quái gì nhỉ, farm cái metan. Đấy, metan gì nấu nha. Đấy, gỗ thì chỉ cần xuống bữa vài phát thôi ra ngay mà. Đây đốt lên đi anh ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ cất đi những thứ nào mình không cần thiết. Sẽ cất đi những thứ mình không cần thiết nha các bạn. Còn cái gì nữa ta? Drum này. Cái này không cần thiết này. Đó. Ok xong xuôi. Người nó nhẹ nhẹ một tí xíu rồi đấy. Bây giờ thì sẽ sử dụng cái con Agentavit. Vứt mấy này đi hết đi. Đấy, trời nắng lên ở đây. Được. Ôi, mới bỏ thịt vào nó ăn hết luôn này. Gì thế nhờ? Ôi, mình lấy cái dòng ra đéo được. Bị lát à. Ok, lên đường thôi. Thì đợt trước á các bạn, nếu mà các bạn nào mà theo dõi mình á thì các bạn có thể biết là trong lúc mình đi tìm kiếm con bò cạp với lại là mình đi tìm tem cái con theo di á thì tụi Red xuất hiện rất là nhiều luôn đó. Nhưng mà khi mà mình sợ đến lúc mà mình đi tìm kiếm tụi nó để tem á thì thật ra thì mình nghĩ là xác suất của nó xuất hiện rất là ít, với lại level khá là thấp. Thì các bạn nào kiểu như chơi game thì các bạn có đồng tình đối với mình là khi mà các bạn cần tem một con vị đó thì tự động nó sẽ kiểu như nó sẽ trốn đi, lẩn trốn đi vậy. À, không biết thì các bạn có cảm giác đó hay không, nhưng mà thật ra thì mình chơi game này mình có rất nhiều cảm giác như vậy luôn. Ok,
Ok, đến rồi cái bãi này rồi. Ta có thể farm thoải mái. Mình còn nhớ đợt trước là mình còn đặt hai cái lò ở đây mà đến nay thì mình thấy nó mất tích, là mình thấy kiểu như hơi buồn thực sự. Đợt đó thì mình không có đặt cái giường ở lại các bạn. Nếu mình đặt cái giường ở lại thì đánh dấu khá là dễ rồi. Thì đây cũng như là một bài học rút kinh nghiệm nha. Các bạn nào kiểu như để cái mía sườn đồi như thế này á, thì không phải là vị trí ở trên đỉnh á, thì thế là rất là khó tìm kiếm. Các bạn có thể là để nó đặt ở thêm một cái giường vào đây, đó là nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok, về được rồi. Đấy, bây giờ đi em ơi. Again của mình bay khá là chậm như thế là cũng khá là tiếc. Phải bay nhanh hơn một tí xíu nữa thì ok. Ngoài again của mình nó màu xanh kiểu như là bay ở trong mấy lùm cây này là không nhìn thấy nó luôn ấy. Hay thật sự. Vậy nào còn nhớ thì đây là một cái chỗ mình đặt để mình gọi là mình nhốt cái con mình tem con heo các bạn, mình không có thời gian mình giữ nó đó, cái mình để đó đó. Đấy. Tem heo của mình để đó, xong rồi mình rào cái hàng rào gai là đừng cho mấy con vật nó khác nó lại nó phá nó đánh con heo của mình. Cái thế mà bây giờ để đây thì tụi mặt ngu đi ngang. Xong rồi nó bị dính đam cái nó đi đánh cái đó, nó đánh cái đó xong rồi cái kiểu như là đam của cái hàng rào gai rất là cũng rất là cao đúng không? Cái đánh một hồi cái tự nhiên tự nó tự sát luôn. Ngu thật sự. Ê, bọ cạp đẻ chưa em ơi? Ui, bọ cạp của mình chưa đẻ các bạn ạ. Đấy, tha hồ nấu. Tha hồ mà nấu sắc nha em ơi. Đấy, nấu đi. Để bữa thêm một tí gỗ mà để vào chứ mình sợ nó hết gỗ. Gì thì mình đã nói rồi, cái gì chứ cái gỗ nhà mình không có thiếu. Đấy, như cần xuống bữa vài cái thôi là gỗ dư sức mà xài. Đấy. Lấy 25 sắc này qua đây. Nó cũng tích là làm tới đâu rồi. Ví dụ như mà tiến độ cũng được. Còn tiến độ chậm quá thì 15. Một cái như vậy thì được bao nhiêu nhỉ? Ủa làm nhanh quá. Được 3. 15 mà nhân 3 à? Được 45 cái. Đó chính xác luôn. 45 phát. Súng của mình đâu rồi? Đây. 45 phát nha, vẫn còn thiếu nha các bạn. Vẫn còn thiếu khá là nhiều nha, 45 thì chưa có đâu đủ đâu đâu. À narcotic còn này, bây giờ thiếu sắt. Thiếu sắt thôi chứ còn thiếu sắt thôi, sắt thì đang nung bao nhiêu đây thì 100 mấy chục sắc nữa thì khá là ổn ấy. Ổn chứ không phải là thiếu nữa đâu. Được. Bây giờ thì cố gắng lấy con mammoth đi farm thêm một tí trái cây nữa. Làm thêm vài chục bình narcotic nữa. Kiểu như dự phòng ấy mà. Nó full rồi. Cái gì đúng người nó mà nhận thế nhờ. Mấy trái cây quá. Level up luôn này. Chú voi tốc độ. Đó, mình sẽ đặt tên cho nó là chú voi tốc độ nha. Tại vì các bạn biết rồi. Ôi, nó chứa trong người nó này. Kinh chưa? Dục luôn.
75 trái. Nói thật với các bạn thì cái khu nhà của mình ấy có một cái bãi ở đây là mình farm ấy, thì không bao giờ hết luôn. Farm hết chỗ này cái nó qua chỗ kia là khỏi cần đi đâu xa luôn ấy. Nhưng mà chỉ tiếc một điều thôi. Tiếc một điều là ngôi nhà của mình thì không có gọi là gần bãi đá. Nếu gần bãi đá nữa thôi rồi. Hết sảy luôn mấy bạn. Đây, em Spino. Nói gì thì nói chứ thịt thối này, kinh chưa? Bãi nồi, ghê vậy. Để vô người cái hết hồn luôn bạn. Nhìn nguyên một màu luôn kìa. Kinh khủng. Kinh khiếp. Ui. Sợ thật sự luôn. Ok. Đấy, tha hồ mà làm đi mấy đứa. 40 bình à trời. Đã đến lúc mình vận dụng con Sportle của mình rồi. Đâu rồi, để mình đi luôn, dẫn nó đi càng quét các bạn. Bây giờ mình sẽ dẫn nó đi càng quét nha. Ơi, trong người nó nhẹ hiều luôn kìa. Tốc độ đi em ơi. Thú của anh là phải gọi là nhanh nhẹn. Lên cấp không mà cũng gọi là dung dai, ưỡng. Các bạn thấy chưa, thấy tốc độ của nó chưa? Tại các bạn biết vì sao mà mình không lựa chọn nó để đi farm này đấy. Với lại nó sẽ gây thù chuốc oán rất là nhiều người trong lúc mà farm các bạn. Gây thù chuốc oán rất là nhiều người luôn. Đó, đi dướng cây từ lưa hộp chưa hết. Ôi, mới đi hết stamina. Hết thể lực rồi. À, bự to xác mà thấy lực yếu vậy. Kiểu này phải rèn luyện cho anh em nó rồi. Con này khó chịu ấy nhờ, bội ấy nhờ. Đó, các bạn thấy chưa, gây thù chút quán chưa. Đó, gây thù chút quán với tụi chim luôn kìa. À, ớt nhái đồ gây thù à. À, vãi nồi. Kệ mẹ đi. Bò quá. À, khó chịu với tụi chim này cực kỳ luôn ấy. Đó, giờ gây thù với mặt ngu luôn. Lý do khủng khiếp mà mình ghét con Broto này là như thế luôn. Đánh không chết con mặt ngu luôn kìa. Các bạn đợi mình chút, mình xử lý cái tụi này đấy. Mình cảm thấy khó chịu thật sự. Chim rồi. Rồi em ơi, farm nhanh ít trái cây rồi em muốn làm gì em làm. Đó, một lần ba mấy trái. Quất một lần thôi. Nhưng mà quất một lần vậy có ba mấy trái thì bãi đâu mà farm cho đủ. Này, heo húng giờ kè quét hết. Best farm trái cây luôn. Best farm trái cây với là best gây thù nha các bạn. Đó, đó các bạn biết luôn. Ok, bãi này nhiều nè. Đó. Kinh chưa? Bao nhiêu trái rồi em ơi?
hai năm mấy trái, rất khá là không ngon cho lắm. Các bạn thấy mình quét bao nhiêu đó bãi cỏ mà có hai trăm mấy trái rồi, các bạn nhìn con mammut của mình nếu mà nó đi ủi á, đi ủi thì nó hơn 200 mấy trái luôn ấy. Ok, 200 mấy trái nữa này, 51 bình nữa. Đấy, mình thấy vậy là ổn rồi đấy. Chắc đây được 2 mấy cục nữa nè. Ok. Thì một tí nữa thì mình sẽ đi hang Hunter để farm mình ít mười nha các bạn. Thì tập ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập tiếp theo đi săn Red nha. Thì bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn.